Chiều ngày 28 tháng 8, ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng nay công nhân lái máy xúc giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường nội vùng du lịch Xuân Thành, xã Xuân Thành, bất ngờ phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất gần 1 mét. Lực lượng chức năng xác định quả bom này còn sót lại sau chiến tranh, đường kính khoảng 50cm, chiều dài gần 1,6m, cân nặng khoảng 250kg. Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vận chuyển đảm bảo an toàn quả bom đến khu vực thao trường bắn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành hủy nổ theo quy định.